Muốn giàu có, cần phát triển 4 thói quen, năm mới thực hiện để có nhiều tiền, giàu hơn. Năm mới, phát triển 4 thói quen làm giàu để năm mới sung túc, nhiều tiền hơn. Nền tảng của sự giàu có phụ thuộc vào những thói quen tốt của mỗi người trong cuộc sống. Những thói quen tốt có thể không giúp bạn giàu có chỉ sau một đêm, nhưng những thói quen xấu chắc chắn sẽ khiến bạn khó khăn hơn. Năm mới, bạn có thể tham khảo những thói quen này, chúc bạn giàu có hơn. Một, Biết cách trì hoãn sự hài lòng xung quanh bạn có những người như thế này không bất cứ khi nào có sự kiện giảm giá chắc chắn sẽ mua về rất nhiều món đồ để mua mỹ phẩm túi sách họ theo đuổi những thương hiệu nổi tiếng nếu lương không đủ thì mua trả góp ngay cả khi tâm trạng không tốt họ sẽ thực hiện một chuyến du lịch mà không tính toán chi phí họ chi tiêu vượt quá số tiền mình quá cuối cùng rơi vào tình trạng hết tiền nợ nần bạn phải biết rằng niềm vui do sự bốc đồng mang lại chỉ tồn tại trong thời gian ngắn và phù du chỉ bằng cách giảm bớt ham muốn tiêu dùng bạn mới có thể giàu có về tài chính và thỏa mãn về mặt tinh thần, một blogger từng từng chia sẻ kinh nghiệm của mình. Gia đình blogger không giàu có nên để tiết kiệm tiền, anh chi tiêu một cách rất cẩn thận để tiết kiệm tiền thuê nhà. Anh ở chung căn hộ với 8 người, ngay cả đồng nghiệp của anh cũng thấy bữa ăn tại công ty không ngon miệng nên gọi đồ ăn mang đi, nhưng anh là người duy nhất tiếp tục ăn cho đến khi xin nghỉ việc. Thứ bảy, chủ nhật anh sẽ chủ động xin làm thêm giờ, anh muốn tăng thu nhập bằng cách làm thêm giờ. Thứ hai, tủ đồ ăn nhẹ của công ty có nguồn cung cấp trái cây, mì ăn liền và bánh quy không giới hạn, có thể cung cấp 3 bữa một ngày. Bằng cách này, anh ấy đã tiết kiệm được từng phần một và cuối cùng đã tiết kiệm được 600.000 nhân dân tệ, khoảng 2 tỷ đồng. Anh ấy đã dựa vào số tiền này để bắt đầu kinh doanh và hiện tại giá trị tài sản dòng của anh đã tăng lên gấp nhiều lần. Trì hoãn sự hài lòng được định nghĩa là khả năng hoãn lại mong muốn ngay tức thời và chờ đợi một phần thưởng đáng giá. Trong cuộc sống luôn có vô số cám dỗ. Nếu bạn mù quáng trả tiền cho hạnh phúc của chính mình trước tiên, bạn sẽ không còn tiền khi cần thiết. Nhiều khi, chỉ có số dư trong thẻ mới có thể nâng cao cảm giác an toàn của bạn và trở thành áo giáp chống lại rủi ro. Trì hoãn sự hài lòng không có nghĩa là không tiêu tiền mà gạt bỏ khoản chi tiêu không cần thiết và trả tiền cho những nhu cầu thực sự. Hãy kiềm chế ham muốn mua sắm và chống lại bẫy tiêu dùng. Khi ví đầy, bạn sẽ có nhiều niềm vui, hạnh phúc hơn. 2. Học cách biết ơn có người trên mạng hỏi, kiểu người nào có thể khiến đường đời của mình ngày càng rộng mở hơn? Một bình luận nhận được rất nhiều sự đồng tình, đó là biết ơn. Bạn không cần phải xuất sắc nhưng cần biết cách biết ơn. Nếu ai đó giúp đỡ bạn một lần, bạn cần ghi nhớ trong lòng, bạn sẽ càng nhận được nhiều sự giúp đỡ hơn sau đó. Câu chuyện về một nam diễn viên cũng khiến nhiều người ấn tượng. Khi mới ra mắt, anh không mấy nổi tiếng, đóng nhiều vai nhưng vẫn lãnh đạm tình cờ tác phẩm của anh được đạo diễn nổi tiếng xem đạo diễn rất ngưỡng mộ khả năng diễn xuất của anh và mời anh đóng phim và tham gia vào bộ phim của mình bộ phim này rất thành công kể từ đó anh trở thành ngôi sao hàng đầu được yêu thích khắp cả nước sau khi nổi tiếng anh có thêm nhiều cơ hội diễn xuất và trở thành diễn viên chính nhưng anh vẫn không quên sự giúp đỡ của vị đạo diễn năm xưa chỉ cần đạo diễn cần giúp đỡ anh thà từ chối cơ hội đóng vai chính mà đi đóng phim của đạo diễn cho dù chỉ đóng vai phụ và anh cũng đã giành được sự ưu ái của nhiều đạo diễn vì sự hiểu biết về lòng biết ơn. Có câu nói thế này, nếu bạn quan tâm đến người khác, tấm lòng của bạn sẽ được đền đáp, nếu bạn biết ơn, người khác sẽ ưu ái bạn. Mọi thứ đều không thể đoán trước được và ai cũng có những lúc gặp trục trặc. Khi bạn đau khổ, nếu có ai đó giúp đỡ bạn, dù lúc đó bạn không thể báo đáp họ, bạn vẫn có thể nói lời cảm ơn và ghi nhớ trong lòng không bao giờ quên chỉ bằng cách không vô ơn và không quên cội nguồn của mình. Bạn mới có thể chiếm được cảm tình của mọi người và được người khác tôn trọng. Hãy luôn biết ơn và đền đáp người từng giúp đỡ mình thì con đường dẫn đến cuộc sống sẽ ngày càng tươi sáng hơn. 3. Có nguyên tắc riêng của bạn. Người không có nguyên tắc thì dễ dàng theo đám đông. Khi nhìn thấy việc người khác làm, họ sẽ vô tình làm theo, mất đi khả năng phán đoán và dễ rơi vào bẫy của người khác. Người có nguyên tắc sẽ không bị thế giới bên ngoài làm phiền và chỉ tập trung làm những điều mình cho là đúng. Có một chàng trai trẻ làm việc cho một công ty hoạt hình sau khi tốt nghiệp đại học. Tại đây, anh vẽ những bức tranh khó nhất, nhận mức lương rất thấp và ý tưởng của anh luôn bị bác bỏ. Các đồng nghiệp của anh không thể chịu đựng được và tất cả đều chuyển nghề, thay vì rời đi, anh lại cống hiến hết mình cho hội họa. Gia đình khuyên anh nên thay đổi nghề nghiệp, nhưng anh vẫn không lay chuyển. Kiên trì 16 năm, cuối cùng anh cũng làm được bộ phim hoạt hình đầu tiên nhưng thất bại ở phòng vé và các nhà sản xuất không dám đặt hàng anh làm một bộ phim khác. Nhưng anh ấy không bỏ cuộc và bắt đầu vẽ lại chuyện tranh. Thật không ngờ, 5 năm sau, tác phẩm của anh ngay lập tức trở thành hit và được dựng thành bộ phim. Bộ phim đã gây sốt, Nhưng người ta vẫn nói, bạn phải nhận ra mình muốn phát triển theo hướng nào và sau đó khởi hành theo hướng đó. Đừng lãng phí thời gian một cách mù quáng chạy theo đám đông. Thay vì bắt chước người khác, tốt hơn hết bạn nên đi theo trái tim mình và đào sâu vào lĩnh vực của chính mình. 4. Kết giao với bạn tốt người sáng lập pin tua tua hoang trang gặp nhà đầu tư won jong pin một cách tình cờ khi hoang trang tốt nghiệp thạc sĩ microsoft đã nổi tiếng trong khi google lúc đó vẫn chưa phát triển như bây giờ lúc này hoang trang vẫn chưa quyết định nên vào microsoft hay google sau khi won jong pin nghe tin anh đã khuyên hoang trang chọn google bởi vì mặc dù lúc ấy google có quy mô không lớn và có ít nhân viên vào thời điểm đó nhưng rất có triển vọng phát triển hoang trang nghe theo lời khuyên của won jong pin và gia nhập google chỉ trong 3 năm, giá trị tài sản dòng của anh cũng tăng lên đáng kể. Trong quá trình khởi nghiệp, Won Jong Pin không chỉ hỗ trợ mà còn cho anh nhiều lời khuyên trong cuộc sống và công việc. Bạn không cần phải có nhiều bạn bè, nhưng bạn phải có được những người bạn tốt thật sự, cùng bạn tiến về phía trước. Họ đầy trí tuệ, có thể nhìn thấu bản chất khi bạn gặp khó khăn và dạy bạn cách vượt qua chúng. Họ sẽ thôi thúc bạn trưởng thành và thúc đẩy bạn tiến về phía trước khi bạn lo lắng, bối rối. Đồng hành với những người có năng lực có thể thay đổi suy nghĩ của bạn và giúp bạn tiến lên một tầm cao hơn. Kết giao với những người khôn ngoan có thể giúp bạn ít phải đi đường vòng hơn và tìm ra nhiều con đường đúng đắn hơn. Chỉ bằng cách học cách hòa nhập xã hội và kết thân với những người bạn tốt, chất lượng, bạn sẽ có thể vượt qua những khó khăn và có được nhiều cơ hội hơn. Lời nhắn Zeppe rốt từng hỏi Warren Buffett rằng phương pháp đầu tư của ông rất đơn giản. Tại sao mọi người không học theo ông? Buffett trả lời, bởi vì không ai muốn giàu từ từ làm giàu không bao giờ phụ thuộc vào may mắn mà phụ thuộc vào mọi thói quen tốt. Nếu bạn phát triển những thói quen tốt, bạn có thể không thấy kết quả trong một thời gian ngắn, nhưng nếu bạn là người kiên trì và duy trì thói quen tốt trong thời gian dài, bạn sẽ có thể tận hưởng những phần thưởng trong tương lai. Mỗi đồng tiền bạn có đều ẩn giấu trong thói quen của bạn. Hãy dành một chút thời gian mỗi ngày, không ngừng cải thiện, trau dồi bản thân, bạn sẽ trở thành một phiên bản tốt hơn và sự giàu có. Tiền bạc sẽ đến với bạn.